Yeah. Vậy là mình đã làm xong thêm một hợp đồng nữa rồi. Bây giờ phải đi cất tiền vô, chuẩn bị đã đủ tiền để cưới vợ. Phải đi kiếm cái chìa khóa để cất cho tủ tiền. Tôi chết rồi. Cái chìa khóa tủ tiền nó mất tiêu rồi, bây giờ làm sao cất tiền với tủ? Alo. Alo. Mày ơi. Dạ. Tao mất đồ rồi, tao mất cái chùm chìa khóa rồi. Mày qua đây mày tìm giúp tao đi. Cái gì? Rồi, đợi tao xíu, 5 phút tao có mặt liền. Bây giờ mày ngồi, mày hả họng, mày chờ tao qua đi. Bây giờ ngồi xuống, hả họng chờ nó hả? Trộm đâu? Hả? Mày giết mày chưa? Hai thằng nó làm cái gì? Tao biết trộm đâu, tao kêu mày qua làm chi? Tao bị mất cái chùm chìa khóa quan trọng với tao lắm. Bây giờ mày phải giúp tao tìm cho ra đi, tại mày là thám tử tài danh mà. Ê nhưng mà nó nghe nè, mày gọi gấp quá, tao chạy gấp, tao quên cái đồ nghề ở nhà luôn. Giờ lấy đi, tao đợi. Thôi, không cần. Mày quên tao là ai hả? Tao là thám tử lừng danh Coco. Nói nghe nè, Coco là trong phim kiếm hiệp á, còn thám tử là tên Conan ba nội. Mày yên tâm đi. Nghề của tao mà, cái điều quan trọng nhất là cái gì? Là phải có kinh nghiệm. Lần sau á, nói chuyện á, chịu khó dính hai cái chữ lại với nhau nha. Bây giờ kể lại cho tao nghe từ sáng tới giờ. Cái trong nhà nè, xong cái tao để cái chùm chìa khóa lên bàn. Xong cái có người tới tìm tao. Cái tao ra mở cửa, người đầu tiên chính là bác thu tiền điện. Bác thu tiền điện, hôm nay bác tới tìm con có chuyện gì không? Thu tiền điện, tới thu tiền điện chứ không lẽ làm gì buôn bán hàng đa cấp hay gì. Tiền điện một tháng này nè, một tháng 5.2 triệu. Bác ơi, có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Bác xin lỗi, bác già cả rồi con. Một tháng chỉ có 520 ngàn thôi. Ồ, dạ vâng, cảm ơn bác. Bác hãy về một chút, con sẽ lấy tiền đưa cho bác nha. Ê, vậy là tao biết rồi, tao khẳng định luôn. Bác thu tiền điện lấy chìa khóa của mày. Không bao giờ là bác thu tiền điện được. Tại vì trong lúc mà tao đi vô tao lấy tiền á, là bác vẫn còn đứng đó và tao vẫn quan sát rất kỹ. Không có một giây phút nào hở ra, thì làm sao bác lấy của tao được? Lúc đó chìa khóa vẫn còn nằm trong tay tao mà. Vậy bác không lấy gì ai lấy? Còn ai nữa không? Còn ai vào đây? Còn một người nữa. Ai? Trai bán hoa. Dạ, em chào anh. Dạ, em chào anh. Dạ. Ai đây? Dạ, em xin được tự giới thiệu. Em là trai bán hoa. Trai bán hoa vô nhà tôi chi? Dạ, em muốn giới thiệu cho anh một sản phẩm hoa mới. Dạ. Chúng ta có nhà hoa màu của em vừa mới có một sản phẩm mới. Một sản phẩm không có gây thiệt hại, đặc biệt là không có nhiễm môi trường. Dạ, một loại hoa mới. Đặc biệt hơn nữa, có một điều đặc biệt hơn nữa là nó có thể đuổi ruồi, mũi dán cho các loại côn trùng khác. Dạ. Hoa gì giống keo dính chuột quá vậy? Anh chưa nghe câu hoa nhài mà cắm bẫy keo dính chuột hả? Wow, hoa đẹp quá ha. Dạ. Thích thiệt. Mà nhà tao nhiều qua lắm rồi, không có mua nữa đâu, rồi đi giùm cái đi. Đó, sau khi tao từ chối, tao đã đuổi thẳng tao bán hoa ra khỏi cửa. Vậy là tao khẳng định với mày 99.9% là thằng trai bán bông nó lấy chìa khóa của mày. Mày lại khẳng định một lần nữa. Ừ, tao khẳng định. Và lần này mày đã sai rồi. Tại vì tao đuổi một cái là nó biến mất trong vòng một nốt nhạc. Trước bắt tao thì làm sao lấy được cái chìa khóa đó được. Còn một người nữa. Ai? Bạn gái tao. Người yêu xinh đẹp của anh. Dạ. Hôm nay em tới tìm anh có chuyện gì không nè? Dạ, hôm nay em nhớ anh quá cho nên em tới đây em tìm anh. Mình vô nhà đi, mình vô nhà ngồi tâm sự. Dạ. Không được, em ngại. Mình quen nhau 5 năm rồi chứ có phải là 5-6 ngày gì đâu mà em ngại vô đâu chứ. Thôi, em ngại. Không đây... phải, em tới đây là để em đưa cho anh cái này nè. Em có cái này em muốn đưa cho anh nè. Cái gì? Đây nè. Nè. Vô nhà đi, hai đứa mình cùng nhau đọc. Thôi, em ngại lắm. Rồi xong. Sau đó người yêu ta biến mất. Biến mất luôn hả? Ừ. Vậy lần này tao khẳng định với mày 100% luôn, đó là con người yêu của mày cầm Không. Người ta là người vừa đẹp vừa giàu này nha, vừa sáng sủa vừa chân thành, không bao giờ làm cái chuyện ăn cắp đó. Sai bích. Vậy mà tự xưng mình là thám tử. Ê, không phải, tao thấy khó chứ. Rõ ràng tôi để cái chùm chìa khóa trên bàn, xong có lần lượt từng người tới tìm. Tao lật đật tao bỏ cái chùm chìa khóa vô túi, xong bây giờ cái chùm chìa khóa nó nằm. Mày ghê lắm, mày gọi tao qua đây, mày dụ tao qua đây điều tra cho mày, để bây giờ mày mang tội đồng lõa với lại bác thu tiền điện ha. Có mày bị điên hả? Tự nhiên chìa khóa của tao ăn cắp chi tao đồng lõa với ông làm gì, mày bị khùng hả? Vậy là mày đã tìm được chìa khóa của mày rồi.
Nó nghe nè, hình như tao cảm thấy tao chạy qua đây tao tốn 5 lít xăng, xong cuối cùng tao đâu tìm gì đâu cho mày đâu, mày tự bỏ quên mà. Nên thôi tao có thương mày. Thôi bỏ buông, tao đi về. Khoan đã. Chuyện gì vậy? Cái gì đây? Khăn này khăn tao mà. Không, đây là cái khăn chùi miệng của tao. Không, cái này là cái khăn của tao. Màu này là màu của tao, màu tím mộng mơ của tao. Màu đỏ nhưng mà không, nói chung là tao quy định nó là của tao. Mày quy định kệ mày chứ, nhưng nó là cái khăn chùi miệng của tao. Nhưng mà tại sao mày lấy cái khăn đó chùi miệng? Khăn này đâu phải khăn chùi miệng đâu. Cái khăn đây làm cái gì? Thiệt luôn hả? Mày không biết hả? Để tao chuyển cho mày. Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày nghĩ sao mà cái khăn nó đẹp như vậy mà mày kêu mày chùi miệng? Chứ để làm cái gì trời? Được rồi, bây giờ tao sẽ chỉ cho mày một cái này hay lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Bảo Quân sẽ chỉ cho các bạn cách xếp khăn để nhét túi áo vest. Một cách gấp cổ điển. Bước 1, trải khăn lên một mặt phẳng. Bước 2, gập đôi chiếc khăn lại theo chiều dọc. Bước 3, tiếp tục gập đôi khăn. Bước 4, gập đôi theo chiều dọc một lần nữa. Sau đó nhét khăn vào túi áo vest, sao cho để lộ phần viền khăn ra ngoài thật tự nhiên. 2, gấp Pasco. Bước 1, trải khăn trên một mặt phẳng. Bước 2, gấp 1/3 chiều rộng của khăn theo chiều dọc. Bước 3, tiếp tục gấp 1/3 còn lại. Bước 4, gấp hai đầu khăn lại. Bước 5, tiếp tục gấp đôi khăn lại, trong khi đó vẫn phải giữ chặt hai đầu mép đã gấp. Ba, gấp puff. Bước 1 và 2, trải rộng khăn trên mặt phẳng, sau đó kéo nhúm ở phần giữa lên cao. Bước 3, vuốt tròn khăn bằng hai ngón tay trỏ và tay cái từ từ phần chót xuống phần mép khăn. Bước 4, gập đôi khăn từ phần mép khăn và nhét vào túi áo để lộ phần chót. Bước 4, kiểu gấp vương miện. Kiểu gấp vương miện hay còn gọi là crown, khá giống với kiểu puff, nhưng khi trang trí vào túi áo vest lại để theo chiều ngược lại. Với những kiểu gấp khăn này, bạn sẽ trông thật lịch lãm và đầy nam tính trong những buổi tiệc sang trọng hay những ngày quan trọng của cuộc đời mình. Chúc các bạn thành công và hạnh phúc nhé. Chiếc khăn này không phải là một chiếc khăn bình thường. Mày hay quá, mày giỏi quá, tao thích mày quá. Trời ơi, mày thiệt là một tài năng. Ủa nhưng mà tao hỏi này nè, mày xếp khăn mà mày nhét áo vest gì vậy? Mày đừng nhắc áo vest tao ngại mày ơi. Mày bị gì vậy? Đám cưới tao. Đám cưới tao rồi. Wow, đám cưới. Ừ. Mày đám cưới. Ừ. Nhỏ nào bất hạnh vậy? Mà tao nói nghe nè, vợ tôi nói sáng nay qua nhà mày á, để đưa thiệp cho mày qua chưa? Chưa. Ủa sao kỳ vậy? Sao sáng này nó kêu nó qua nhà đến nó đưa cho mày? Sáng giờ là gì qua đưa gì cho tao đâu? Chỉ có một người phụ nữ duy nhất tới tìm tao từ sáng tới giờ, mà không phải là con vợ của mày. Là con ghệ của tao. Nó qua đưa cho tao một lá thư. Nè ba ơi, thiệp cưới nè ba ơi, nhìn kỹ đọc lại đi. Mày coi kỹ coi lá thư gì. Ủa, vậy là sao? Thì bạn gái mày. Nhưng mà vợ sắp cưới của tao. Thôi, tao về nha. Bye bye. Bi kịch. Nhớ giữ kỹ nè.